Xin chào cô chú anh chị, hiện tại mình đang làm video ở Melbourne, Úc Châu. Hôm nay mình sẽ kể cho cô chú anh chị nghe một cái câu chuyện xảy ra ở Queensland, ở Úc đó. Thì cái câu chuyện này á, là về một cái anh chàng này mua chiếc Mercedes chạy được 4 tiếng đồng hồ rồi nghỉ chạy. Xe cũ của chú anh chị ha. Anh này anh mua với giá là 9.000 đô. Thì anh này anh mua chiếc xe van Mercedes á, ở một cái tiệm mà cái tiệm này không có license để mà bán xe, mà cái người chủ của tiệm này á là đã hoạt động á là 34 năm rồi của chú anh chị, mà trước đây là cái người chủ của dealer đó là bị lấy cái bằng bán xe lại rồi, không có cho buôn bán bất cứ cái loại nào hết trong suốt cuộc đời luôn của chú anh chị. Tại vì ngày trước là ảnh đã có một cái first rồi ha, thì người ta mới không cho ảnh làm việc trong cái lĩnh vực xe nữa. Nhưng mà anh này ảnh vẫn bán, ok, ổng vẫn mở ra bán. Và khi mà cái người mua xe đó, họ rất là bực mình, họ nói là cái anh này có cái kiểu như là thích hành hung người ta đó, nên mỗi lần mà nói chuyện với ảnh không được. Thí dụ như chiếc xe xài được có 4 tiếng hồ rồi nó chết máy, rồi sau đó là dầu nó rò rỉ ra của chú anh chị, nó nhiễu dầu á, mà xe mới mua nhỉ. Thì anh này anh mới rất là bực mình ha, anh nói cái này là không được rồi, ok. Thì mới liên lạc lại với người chủ dealer đó, thì nói chiếc xe của anh bán tôi bị vậy vậy đó. Thì anh này kiểu như là rất là bực mình ha, muốn sử dụng vật lý, ok, muốn tác động vật lý lên anh này. Thì anh này cảm thấy là không được rồi. Sau rồi cái anh này ảnh lock cái phone luôn, ảnh không có liên lạc với lại, không cho cái người khách hàng á, liên lạc lại với ảnh luôn. Lý do là tại vì tính ảnh vậy đó, và mà anh này là buôn bán 34 năm rồi của chú anh chị. Cái tính của người chủ dealer đó, người chủ của cái tiệm bán xe đó là rất là thích tác động vật lý của chú anh chị. Nên khi mà nhà báo của đài Nine News của A Current Affair đó, họ xuống và họ coi tình hình như thế nào. Tại vì họ nghe kể, họ nghe cái người mà mua xe đó, họ lại báo cáo với nhà báo, ảnh bán xe tầm bậy tầm bạ mà bây giờ gọi ảnh bắt máy, mà ảnh không có chịu trách nhiệm cho cái việc mà cái chiếc xe này chạy được có 4 tiếng đồng hồ thôi. Cái xe van 9.000 đô chạy được 4 tiếng của chú anh chị, 9.000 đô chạy 4 tiếng là hơi nhiều quá vậy. Thì nhà báo xuống tới cái chỗ mà mua bán xe của anh này, thì có 3 người, một người đứng nói, 2 người quay phim. Mà cái anh này á, cái anh chủ dealer này á, là giống như không có thích nói chuyện hòa nhã được của chú anh chị. Giống như mỗi lần mà nói chuyện cái hỏi biết bố mày ai không, kiểu như là hơi bạo lực á, và mà giống như là bụp thiệt luôn của chú anh chị, và giống bụp luôn cả nhà báo luôn nhà. Rồi cái người quay phim á, ảnh kêu là thôi đừng quay, nhưng mà tại người ta xuống, đã nhà báo xuống rồi, phải quay phim để có về có bằng chứng, có chương trình để nói chứ. Chứ không thôi xuống nói thì đâu làm được gì đâu. Nhưng mà cái thái độ của anh này á, là ảnh muốn tấn công, và ảnh muốn giống như là bụp luôn nhà báo luôn của chú anh chị. Thì lúc có người cản lại, và có người bên phía bên ảnh á, làm chung với ảnh á, thì cản lại. Chắc là anh này cũng có cái gì đó giống như là cái tính người ta như thế nào đó vậy, nên mới có cái thái độ vậy. Chứ người Úc ở đây á, thường thường họ không có động tay động chân, nhưng mà cái anh này có thái độ rất là lạ. Như vừa nói chuyện cái là đây là giống như là sừng sộ lên, dạ là muốn tác động vật lý liền luôn, muốn gọi là giống so găng vậy cô chú anh chị. Thì cái này làm cho những người nhà báo họ càng muốn tò mò vậy, càng muốn biết coi là anh này như thế nào. Mà giống như tại vì có 2 máy quay lận nhẹ, thì anh này ảnh làm gì thì quay phim lại hết luôn. Anh này cũng đã mời cái nhà báo á, dạ lên trên phòng nói chuyện ha. Nhưng mà cái cách anh này á, cách nhà báo hỏi á, cũng hơi kỳ kỳ đó cô chú anh chị. Hỏi anh có phải là cái người ma ranh không, hỏi nhà báo á. Dạ thì anh nói trời ơi, tôi là người buôn bán xe 34 năm rồi, đâu có phải là người ma ranh đâu, kiểu. Nhưng mà cái kiểu của nhà báo hỏi á, là hỏi cái kiểu binh vực cái người kia, ok. Tại nhà báo mà cô chú anh chị, như cô chú anh chị biết là nhiều lúc nhà báo họ cũng lái dư luận rất là nhiều ha, mà họ xuống họ hỏi mấy câu nghe xong cái không muốn nói chuyện luôn vậy. Thì anh nói chung là anh nhà báo này cũng hỏi anh này có một câu là anh có phải là cái người bán xe tinh ranh không, có nghĩa là lưu manh đó vậy, giống vậy. Thì anh này nó nói không, tôi là người buôn bán xe 34 năm rồi. Còn cái nói qua nói lại
thì anh buôn bán xe nè, ảnh giống như là ảnh muốn đuổi nhà báo ra. Dạ thí dụ ảnh nói họ thôi thôi tôi không muốn nói chuyện nữa, thôi mời ra đi, thí dụ thay vì nó nói gì cho nó nhẹ nhàng ha, anh này tác động vật lý luôn cô chú anh chị, nhá nhá chuẩn bị bụp á, dạ giống như là nhá vài cái gì nè, rồi cái người ta sợ, nhưng mà sợ sợ quay thì vẫn quay cô chú anh chị, máy quay vẫn quay ha. Mà cái phản ứng của cái anh bán xe đó rất là kỳ, không có giống như người Úc chút xíu nào. Ở người Úc ở đây họ rất là hòa nhã, tất cả là sử dụng lời nói, dạ mời đi ra, rồi không muốn nữa thì kêu thôi đi ra đi, tại tôi không muốn nói chuyện nữa, chứ không phải là như biết bố mày ai không rồi động tay động chân như vậy, không phải vậy cô chú anh chị. Mà anh này anh tên là Max ha, ảnh khá là nổi tiếng cô chú anh chị, anh khá là nổi tiếng trong trong giới mua bán xe nọ đó. Thì anh này á, ảnh là người Lebanese, nhà lượng người giống như người Liban gì đó. Nhưng mà cái kiểu bán buôn bán xe của anh này á, có rất là nhiều người họ không có hài lòng, ok, họ rất là bực mình với cái kiểu buôn bán xe của anh này, kiểu như là buôn bán xe mà không có chất lượng á, giống như là bốn gọi là mua chiếc xe mà 4 tiếng đồng hồ là nó hư đó. Những người mua xe đó thì đa số họ là không có hài lòng á, họ nói trời ơi xe gì đâu mà mới mua mà nhớt nhiễu quá trời luôn, mà không có chạy được, mà bây giờ nói ảnh cái là ảnh nói ngang nói ngược, rồi ảnh lóc số phone luôn, ảnh không có cho điện thoại nữa. Ở Úc đây ha, thì ví dụ mà mua xe cũ á thì mình cũng hên xui lắm cô chú anh chị, nhưng mà muốn mà nó ok chút xíu vậy thì mình vô dealer, ok, vô dealer thì mình an tâm, tại vì họ cũng đã kiểm tra rồi và nói chung là nó cũng đỡ hơn là mình mua trực tiếp với cái người chủ trước cô chú anh chị. Nhưng mà cái kiểu của cái anh này thì buôn bán xe quá là kỳ cục luôn. Và cái lý do mà cái anh dealer đó, anh chủ dealer đó ha, ảnh bị mất bằng không được buôn bán xe nữa là tại vì ảnh đã có cái hành động quấy rối và ép buộc, thì ảnh bị lấy lại cái bằng bằng bán xe rồi cô nhớ anh chị, là lấy lại suốt đời không được cấp nữa luôn. Không phải là chỉ có không được mở cửa tiệm ra buôn bán đâu, mà đi làm cho người ta về lĩnh vực xe cũng không được luôn. Cái tiệm của anh này á, là nằm ở phía bắc Brisbane đó cô chú anh chị. Nhưng mà khi nhà báo á, họ nói cái chuyện mà hình như là anh không có bằng nhưng mà anh vẫn bán đúng không, thì anh nói không, nói chuyện khác đi, đừng nói chuyện này, nói chuyện khác đi, rồi sau giống như là mục đích tới nói về cái vụ nào đó thì tại sao không nói về cái vụ đó mà lại đi soi mói là cái bằng của ảnh. Nhưng mà thật sự ra ở đây đó cô chú anh chị, khi mà anh này anh mất bằng rồi phải không, nhưng mà vẫn mở cái tiệm ra thì rõ ràng là nó sai cô chú anh chị. Thì cái này là sai ngay từ đầu luôn á, cho dù mà bán xe như thế nào mà ngay từ đầu đã sai rồi thì là sai hết và giống vậy đó. Nhưng khi mà nhà báo họ nói chuyện á thì tất nhiên nhà báo họ nói chuyện kiểu như rất là thẳng á cô chú anh chị, nói là anh đâu có bằng lái bán xe ở Queensland đâu, vậy mà tại sao anh lại đi bán xe ở Queensland vậy. Thì anh này ảnh không nói được cô chú anh chị, ảnh tức á. Dạ thì ảnh tức, cái việc đầu tiên anh làm là ảnh quốc camera trước. Anh quốc camera và nhà báo với lại nhà người quay phim á thì chủ yếu họ có camera thôi cô chú anh chị, mà anh này ảnh không thích quay phim ha, thì ảnh mới giật cái máy quay phim xuống và ảnh bắt đầu ảnh tấn công cái camera, và sau đó là tác động vật lý lên trên cái mấy nhà báo nữa. Xong sau đó thì họ cũng làm cho anh này bình tĩnh lại một xíu. Anh bình tĩnh lại rồi anh nói thôi lên lầu nói chuyện đi, nhà lên lầu nói chuyện, mà nhà báo này cũng gan cô chú anh chị, gặp mình là chắc mình đi về luôn á chứ còn không dám lên lầu nói chuyện nữa. Mà nhà báo này lên lầu nói chuyện luôn, là có hai camera quay ha. Thì lên lầu thay vì nhà báo sẽ ngồi hỏi chuyện anh đó nhẹ, thì không, anh đó ảnh phỏng vấn ngược lại nhà báo luôn. Nhưng mà nhà báo nói không, tôi đến đây là phỏng vấn anh chứ anh đừng có phỏng vấn tôi. Rồi nhà báo mới hỏi là hình như anh là cái người bán hàng rất là tinh ranh đúng không, thì tự nhiên mà nhà báo cũng kỳ nữa cô chú anh chị, tự nhiên vô hỏi người ta câu đó nghe cũng cũng bực mình nữa vậy. Thì cái anh này không không tôi là bán cái xe đó, buôn bán xe là 3 4 năm rồi. Rồi nói chuyện thêm được chưa đầy 1 phút đó cô chú anh chị là anh này anh bực mình lên rồi, anh bực mình lên bắt đầu là ảnh giục đồ ha, ảnh giục đồ xong rồi ảnh muốn tác động vật lý lên cái camera nè, rồi với lại người phỏng vấn nữa. Bây giờ là ảnh không có làm trực tiếp cô chú anh chị, ảnh cầm nguyên cái xấp giấy ảnh quăng vô mặt nhà báo luôn. Nhà
Cái này là rất là kỳ cô chú anh chị, mình không có được tác động vật lý lên người ta, không muốn trả lời thì mời người ta đi thôi, hoặc là mình muốn trả lời như thế nào đó tùy mình, nhưng mà không có được tác động vật lý đến người ta, mặc dù là mình có lỗi hay không cũng không có được làm vậy cô chú anh chị. Mà cái anh này ảnh nắm cổ nhà báo lên luôn cô chú anh chị, nắm cái áo của người ta đó, nắm nắm áo lên nữa. Thì nhà báo cứ nói là hand off, kiểu như là bỏ tay xuống. Nói chung là cái anh nhà báo này rất là gan cô chú anh chị, biết cái tính người ta như vậy mà còn dám lên phòng với người ta nữa. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên ảnh có cái thái độ như vậy, ok? Cái anh này anh sống trong một cái apartment, thì cái apartment này á nó có cái người quản lý, thường thường ở Úc đây ha thì sống cho apartment á nó có gọi là cái building manager đó, hoặc là property manager, giống như là người ta quản lý cái khu đó, quản lý về giống như trật tự hoặc là thang máy nó bị hư hại gì đó thì người ta làm ha. Thì cái anh này ảnh cũng có thái độ y chang vậy á, và với lại cái người building manager, cái người property manager đó. Rồi cuối cùng á là khi mà nhà báo họ đứng report, đứng report là họ đưa ra giống như là cái báo cáo vậy đó. Thì đang đứng nói chuyện thì ảnh đổ hết nước nước ngọt có cô chú anh chị, ảnh đổ thẳng lên đầu của nhà báo luôn. Cái này á là một cái thái độ rất là kỳ cục của cô chú anh chị. Hồi trước giờ nói chung là người Úc á họ không có làm kiểu như vậy. Không có động tay động chân nhiều, người Úc rất rất là họ rất là hòa nhã, không thích thì nói ra chứ không có động tay động chân cô chú anh chị. Nhưng mà cái thái độ của anh này á là không có sợ cô chú anh chị, giống như là mình làm sai là không có sợ. Nhà báo nói trời ơi, anh đã tạo ra rất là nhiều cái rắc rối rồi mà bây giờ anh còn kiếm chuyện với người ta nữa, thôi đừng có làm nữa, stop stop vậy. Nhưng mà đối với mình á, theo mình thấy thì hình như anh này có chút xíu vấn đề nhà, vấn đề về tâm lý á nhỉ. Chỉ có những người mà có vấn đề tâm lý thì họ mới cư xử như vậy thôi, chứ không có ai mà giống như là có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường mà. Nhưng mà không, cô chú anh chị rất là thích thích tác động vật lý ở đây á. Ngay cả khi mà mình làm sai hoặc là mình là người lỗi hoặc người khác là người lỗi thì cũng không nên động tay động chân. Nếu động tay động chân thì mình là người bị gọi là sai đầu tiên đó cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào đã thi quốc tịch Úc rồi á đã biết ha, là cái giá trị của nước Úc á là mình phải tôn trọng lẫn nhau, và mà không có gọi là tác động vật lý lên nhau ha, rồi không có làm bạo lực, và không có những cái trò bạo lực á. Thì nếu mà cô chú anh chị nào chưa có thi quốc tịch đó thì cứ liên lạc với mình để mình sẽ hướng dẫn cho thi quốc tịch ha. Bây giờ thì mình cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video, và mình sẽ kết thúc video ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.